khu vườn trong thành phố, có nắng, có gió và có cả trái cây, có thể thưởng thức bất cứ lúc nào. Một khu vườn có thể làm nên hạnh phúc. Bạn có tin vào điều ấy không? Nếu không thì hãy cùng khám phá trong chương trình làm nông trong phố của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Hà Nội những ngày này mưa nắng thất thường, những cơn mưa rào bất chợt nhưng tạnh rất nhanh và nắng lại ngập tràn. Thế nhưng khu vườn của chị Trần Thị Lan vẫn rực rỡ với sắc vàng của hoa, sắc xanh của cây và sắc đỏ của trái. Em thấy ở vườn của mình có rất nhiều loại cây thì không biết là chị đang bố trí vườn với cách như thế nào ạ? Thứ nhất là cách bố trí vườn thì cái vườn đằng sau này thì là gia đình chủ yếu là trồng rau, rau ăn lá và cây ăn quả thuộc dạng rau. Đấy thì trên cùng thì là mình sẽ trồng thứ nhất là bầu bí mướp hoặc là dưa hoặc là đậu. Đấy. Cái thứ hai nữa là dàn thấp hơn một chút thì là mình trồng nho. Và cái thấp hơn nữa là mình trồng rau ăn lá. Thì giả sử đối với lại các cái kệ rau này ấy, thì làm rau hai tầng. Thì bên trên là mình có thể trồng cái loại rau mà nó sẽ nhiều ánh sáng hơn. Còn bên dưới thì những cái cây nào mà nó cần ít ánh sáng hơn thì mình sẽ trồng những cái loại cây đấy để làm sao cho nó phù hợp với lại cái vườn của mình. Tại sao chị không chuyển hết những cái cây mà leo ra này thì mình có thể phía ra đằng ngoài kia tạo cái không gian thoáng hơn mà chị lại đặt ở phía trong như thế này ạ? À? Tức là cái phía ngoài thì mình trồng một số các cái cây to, cây ăn quả này để nó chắn đỡ gió. Đấy thì phía bên trong này mình trồng các cây dây leo ấy, thì nhiều khi gió nó to ấy, nó có thể lật toàn bộ cái dàn của mình lên và cái cây dây leo kia nó bị tung lên. Chính vì vậy cho nên là mình trồng tất cả các cái cây ngoài này là để nó chắn gió. Đấy hoặc là mình sẽ làm cái lưới B40 như thế này, nó mắt nó dày hơn và mình cho các cây dây leo nó leo lên đấy để nó chắn đỡ gió hơn. Đấy thì nó chính vì vậy cho nên là cái vườn bên trong này mình có thể trồng dưa, trồng đậu hay trồng bất kỳ cây dây leo nào thì nó sẽ ok hơn, tốt hơn đấy. Em thấy ở đây là chị đang trồng cái dàn này đang lẫn, em còn đang nhìn không biết đâu là dưa, đâu là bí, đâu là bầu nó đúng không ạ? Đấy, tức là cái dàn này thì nó là dàn kiểu như là tổng hợp. Đầu tiên là mình trồng đậu trước. Thì khi mà đậu nó lên rồi, nó đã cho mình rất là nhiều lứa thu hoạch rồi. Thì khi mà nó đã chuẩn bị tàn rồi thì mình lại trồng thêm lứa dưa. Thế trong dưa này thì lại có một ít mướp hoặc là một ít bí thì nó bò từ dàn bên này sang. Cây mướp thì nó lên từ đây nhưng mà nó cũng cái phía bên này thì chủ yếu là mình để trồng mướp, còn phía bên trong là để mình trồng đậu. Thế nhưng mà chúng nó sẽ bò sang lẫn nhau chứ nó sẽ không theo cái ý của mình được. Đấy cho nên là kia là dưa bở. Đấy, xong đó là đến mướp. Xong sau đó là bí. Đấy thì là nó sẽ bò lẫn vào nhau, dưa bở và dưa lê này. Đấy hai nữa là mướp này, đấy. Còn đây một số những quả nhỏ nhỏ này là mướp đắng. Đây quả nhỏ xíu này là mướp đắng đấy. Phía trước do vướng giếng trời, diện tích hẹp cũng là nơi đón gió nhiều nhất nên chị Lan chủ yếu trồng các loại cây ăn quả như hồng xiêm, sơ ri, thanh long, táo đỏ. Còn phía sau, không gian rộng và tập trung được chị dùng để trồng rau màu. Khu vườn của chị vỏn vẹn hơn 50 mét vuông nằm trên tầng 8 của căn nhà. Diện tích vừa phải lại không tập trung nên chị Lan luôn cố gắng thiết kế và tận dụng mọi không gian trống để có thể trồng nhiều cây nhất. Khay mà hai tầng này thì nó có cái tác dụng là nó làm cho vườn mình gọn hơn và mình trồng được nhiều hơn. Đấy thì cái khay này ấy, thì cái tuổi thọ của nó hiện tại là mình trồng từ năm 2017. Thực ra là nhà sản xuất, cái nhà mà người ta làm cái khay này cho mình ấy thì người ta nói là được 5 năm thôi. Tuy nhiên thì từ 2017 đến giờ là 2024 rồi. Mà cái khay nhựa này nó vẫn còn rất là tốt. Thì mặc dù là nó ít đất nhưng mà mình chăm bón thì rau nó cũng vẫn là rất là tốt. Mà tầng trên tầng dưới này mình vẫn có rau ăn và nó sẽ thu gọn cái vườn mà nó tận dụng được cái không gian của mình. Ví dụ mình trồng một tầng thì nó chỉ được được 5 khay thôi nhưng mình trồng tầng lên thì mình sẽ được 10 khay. Đấy và mình tận dụng được những cái cây cớm thì mình trồng ở dưới, còn cây ưa nắng thì mình trồng ở trên. Theo chị Lan, ban đầu chị cũng sử dụng thùng xốp để trồng rau. Tuy nhiên sau khi nhận thấy loại thùng này không phù hợp với khu vườn của gia đình, chị đã chuyển hẳn sang dùng các loại thùng nhựa như thế này. Trước đây mình trồng toàn bộ là thùng xốp. Nhưng sau một thời gian trồng thùng xốp thì mình thấy cái đấy nó có nhược điểm là khi mà mình đục lỗ để nó thoát nước thì đất theo nước ra ngoài.
và nó sẽ tràn xuống sân và đất nó sẽ theo vào các cái hố, cái đường ống nước thì mình sợ nó bị tắc. Chính vì vậy cho nên là mình mới cải tạo vườn và mua cái hệ thống chậu 2 tầng như thế này. Thì tầng trên là mình đổ đất để mình trồng cây, còn cái tầng dưới này thì nó có cái tác dụng là nó hứng cái nước, ví dụ như là nước tưới này, phân bón này, mình tưới ở trên thì nó chảy xuống dưới. Và khi mà mình nhìn thấy cái mức nước mà nó đang đầy như thế này thì mình sẽ dừng tưới ở phía trên, thì cái cây nó sẽ có rễ và nó sẽ bám sâu xuống dưới và nó xuống dưới đáy này nó hút nước lên. Thì cái này nó rất là tốt. Thứ nhất là nó giữ được cái chất dinh dưỡng. Thứ hai là nó nuôi cây, có nước nuôi cây. Mình đi đâu vắng thì là mình sẽ rất là yên tâm, mình không phải tưới thường hàng ngày. Đấy, thì cái này nó rất là tiện lợi. Đấy, và dùng cái này, thực ra cái này nó cũng không đắt lắm, nó chỉ khoảng là khoảng 170-180 một thùng này thôi. Thay vì bón phân trực tiếp cho cây, tại mỗi chậu cây, chị Lan đều đặt một bình nhựa. Bên trong chính là phân hữu cơ được chị ủ sẵn để cung cấp dinh dưỡng thường xuyên cho cây. Cái bình nước này là bình nước 5 lít. Thì mình đã tận dụng mà mua về tầm khoảng độ 4.000 và mình đã cắt đáy của nó rồi. Thế thì trong quá trình mình dọn vườn thì toàn bộ những cái lá cây đấy mà mình dọn ở vườn thì mình sẽ một, nếu mà nó nhỏ thì mình để nguyên, còn nếu mà nó to thì mình sẽ cắt ra. Sau đó là mình cho vào đây và mình rắc cho nó ít men. Ít men là men vi sinh. Vào đây thì nó sẽ phân hủy nhanh và nó sẽ đánh những cái con mà vi khuẩn mà có hại cho rễ cây. Đấy, ví dụ như là tuyến trùng hoặc các cái con côn trùng khác. Đấy, và nó sẽ có những cái lợi khuẩn và nó hỗ trợ cho cây. Và cái hũ dinh dưỡng này ấy, thì là mình thường xuyên bỏ. Cứ mỗi một lần mà nó vơi đi thì mình lại dọn vườn, mình sẽ bỏ lá vào đây. Hoặc là trong quá trình mình sinh hoạt hàng ngày ở dưới bếp ăn ấy, là vỏ củ quả hoặc là những cái cuống rau, cuộn rau. Đấy, hoặc là những cái gì mà mình thải ra từ nhà bếp thì mình vẫn có thể cho men vào mà mình mang đến đây ủ. Thì coi như này là cái hũ phân dinh dưỡng hàng ngày, và đây nó là chính là một cái hũ phân hữu cơ rất là tốt. Đấy. Thì bên này mình trồng một cây dưa lê Hàn Quốc đấy. Đây, dưa lê Hàn Quốc thì hai bên sát vào cái hũ dinh dưỡng này thì nó sẽ dễ, nó sẽ vào và nó lấy chất dinh dưỡng trực tiếp từ đây. Đấy. Ngoài ra là thêm trồng thêm cải, khi mà dưa chưa lớn thì là cải vẫn có thể là hỗ trợ. Đấy, để cho cái chậu cây này nó tối ưu được cái phương án của mình. Hiện nay trồng cây trên sân thượng đã trở thành một xu hướng được nhiều người lựa chọn. Và tất nhiên, mỗi người cũng có những cách trồng khác nhau. Nếu như nhiều nhà vườn chọn làm lưới phủ toàn bộ không gian tầng thượng, thì khu vườn này chị Lan để mở hoàn toàn. Theo chị, cách làm này cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Khi mà mình mở vườn ra thì thứ nhất là mình sẽ gặp phải gió to mưa bão. Đấy, thì mình không tránh được khi mà gió to mưa bão. Cái lưới đấy thì nó có cái tác dụng rất tốt là nó ngăn côn trùng. Đấy, nếu như mà ong hoặc là các cái con côn trùng khác thì nó sẽ không bay vào được và mình phải tự thụ phấn hoàn toàn. Nhưng mà cái vườn mình để mở thì mình có thể tận dụng được một số các cái con ong. Nó vào nó sẽ thụ phấn cho mình ở các cái cây dây leo cao hơn, mình không với được. Thì mình tận dụng cái việc đấy. Còn kiểu như mình trồng là trồng vườn tạp. Chính vì vậy cho nên là mình mở ra để mình đón gió và đón nắng. Còn nếu giả sử như mình trùm lưới vào rồi thì một số các cái cây dây leo ấy, đa phần là mình phải tự thụ phấn 100%. Còn giả sử như mình mở ra như này thì mình có thể tận dụng được một số các cái con ong nó lên để nó thụ phấn cho mình ở cây dây leo cao hơn. Sau hơn 3 tháng trồng, những trái dưa đã bắt đầu cho thu hoạch. Và để không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những trái dưa trồng trên sân thượng, chúng tôi quyết định đi thu hoạch dưa. Như thế này rồi chắc chắn là em phải thử. Công nhận là quả dưa của chị rất là đẹp luôn. Thì không biết là cảm xúc của chị mỗi lần mà thu hoạch và được trái ngọt như thế này thì như thế nào? Tức là mình rất là vui. Tức là khi mà mình thấy được cái thành quả của mình, khi mà mình thu hoạch thì cảm giác như là nó lâng lâng. Nó cảm giác như kiểu như là mình đang ở trên mây ấy. Vì là cái thành quả của mình làm ra ấy,
mình rất là quý, mặc dù như là nó không đáng bao tiền, có thể mua ở chợ nó rất là rẻ, nhưng mà do công sức mình làm ra và cái dưa mình trồng nó đủ dinh dưỡng và nó sạch, thế nên mình ăn mình cảm giác như là người nó cũng khỏe lên, tức là chủ yếu là về tinh thần là chính đấy. Giá trị thì không đáng bao nhiêu. Cảm giác rất là vui đúng không ạ? Rất là nhưng vui. Nhưng mà em phải thừa nhận là quả dưa này của chị rất là đẹp nha. Rất đẹp. Rất là nặng tay, chắc tay lắm quý vị ạ. Thơm lắm. Và em rất muốn ăn nó. Rồi, chị sẽ bổ luôn dưa tại đây và chị em mình cùng thưởng thức nhá. Vâng ạ. Xem trong ruột nó thế nào. Quả dưa này là thơm lắm luôn ấy. Cảm giác chờ đợi được ăn một quả dưa đẹp như thế này háo hức lắm ấy. Cái này như là lê thái màu hồng lòng đào ấy, rất là đẹp bà con ơi. Rất là đẹp màu luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy không biết là vị của nó thế nào. Năm ngoái chị có trồng giống này không ạ? Năm ngoái không trồng. Năm nay là năm đầu tiên để trồng cái giống này. Ôi thế là em được gặp may đúng không? Em đúng cũng rồi. Được thưởng thức giống như chị lần đầu tiên. Đúng rồi. Đấy. Cái này nhá, cái vỏ này tí nữa chị em mình sẽ dùng để cho vào thùng ủ. Và mình sẽ lại dùng nó để nuôi nó. Tức là dùng luôn chính bản thân nó để nuôi dưỡng nó. Đấy, thì cái vỏ củ quả này rất là tốt, nó là phân hữu cơ rất là tốt đấy. Thế cái hạt này chỉ có định để dùng lại không? Nếu mà quả dưa này là quả dưa đẹp mà ngon, nếu mà ngon thì là chị sẽ dùng cái hạt này để chị làm giống cho vụ sau. Rồi, mời em nhá. Em mời chị. Xin mời. Mời quý vị ạ. Xin mời nhé cả nhà nhá. Gọi là man mát thôi. Mát. Giòn. Man mát thôi. Đây là giống dưa đầu tiên. Giống dưa đầu tiên mình trồng. Nếu như mà để nó sẽ ngọt hơn thì mình sẽ cắt xuống và mình sẽ để nó xuống nước tầm độ khoảng 1-2 ngày. Thì cái vị dưa nó sẽ ngọt hơn và có thể nếu mà mình để tủ lạnh thì quả dưa này nó sẽ ngọt đậm hơn một chút. Còn hiện tại bây giờ nó là ngọt thanh. Đúng rồi, em và rất giòn. Nó ngọt thanh và rất giòn. Lần đầu tiên trồng. Lần đầu tiên trồng mà thành công mỹ mãn. Nó gọi là ngọt mát thôi. Những người mà thích mà kiểu ngọt sắc, ngọt đậm thì lại có thể là chưa khoái lắm. Hoặc đúng là rồi, khi đúng là rồi. Phải để xuống thêm xuống nước. Hôm nữa. Vâng. Để 1-2 hôm thì cái dưa này nó xuống nước thì sẽ ngọt hơn. Vâng. Bây giờ nó chỉ gọi là ngọt mát thôi. Nhưng mà quan trọng nó rất là giòn. Khu vườn nhỏ, nhưng theo chị, khối lượng công việc trên vườn lại không nhỏ chút nào. Bởi cả khu vườn là một tay chị chăm bón. Dẫu vậy, chị vẫn cảm thấy yêu thích công việc này. Bởi với nhiều người, làm vườn có thể đem lại niềm vui. Thì với chị, làm vườn lại cho chị sức khỏe. Từ năm 2019 là mình bị cái bệnh thoát vị đĩa đệm. Chính vì vậy cho nên là mình đã phải đi điều trị rất là nhiều. Thế thì sau quá trình điều trị xong rồi thì đến năm 2021 là Covid. Thế là mình nghỉ việc xong, sau đó là 23 là mình đã nghỉ hẳn đấy. Thế thì sau khi mà dịch đến, mình nghỉ ở nhà thì ngoài việc làm vườn thì không còn việc gì khác. Thế thì mình làm vườn thì mình cảm thấy như là cái bệnh của mình nó giảm. Chính vì thế nên là mình đam mê hơn. Lúc đầu thì mình trồng rau củ quả ăn thôi. Xong sau đó mình phát triển vườn bên đằng trước để mình trồng toàn bộ cây ăn quả. Và mình cảm thấy sức khỏe tốt hơn lên. Vừa có rau ăn, vừa vui, vừa khỏe, tinh thần rất là thoải mái. Theo chị Lan, ai cũng có thể tự tạo cho mình một khu vườn trên sân thượng. Nó không phụ thuộc vào việc bạn có điều kiện hay không có điều kiện kinh tế, mà quan trọng hơn cả là sự đam mê, tỉ mỉ và cẩn trọng. Nếu như mà mình muốn trồng, mình muốn làm, thì dù mà có điều kiện hay không có điều kiện, mình cũng làm được. Cái này nó không phụ thuộc vào có điều kiện hay không điều kiện, chỉ là mình có muốn làm hay không thôi. Đấy, nếu mình muốn làm thì mình sẽ làm được. Vì cái này nó đơn giản lắm. Mỗi một gia đình thì nên có một cái khu vườn nhỏ. Giả sử mình không trồng rau thì mình trồng cây cảnh. Thì diện tích đất ở thành phố thì ngày càng thu hẹp và cái đô thị hóa thì ngày càng nhiều. Cảm giác như là trong khu đô thị mà không có cây xanh thì nó rất là nóng bức. Theo mình thì mỗi một gia đình nên có khoảng vườn nhỏ. Một là ở ban công mình có thể trồng những cái cây vườn, những cây xanh, cây cảnh thôi cũng được. Còn ví dụ như mình có sân thượng thì vừa trồng cây ăn quả có thể trồng cây cảnh cũng được. Và mình trồng rau cũng rất là tốt. Ngoài cái thời gian đi làm ra thì những cái thời gian còn lại về nhà ấy, thì mình có thể trồng các cái cây đấy cũng rất là tốt. Mình vừa kiểu như là chăm sóc cho cái tâm hồn của mình, vừa chăm cây mà mình lại có rau củ quả để mình ăn thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Theo chị Lan, dù làm vườn mang lại cho chị niềm vui, sức khỏe, nhưng chỉ khi thực sự tự tay làm mọi việc thì mới biết công việc của những người nông dân vất vả đến nhường nào.
Chính bởi vậy, chị vẫn luôn tự nhận mình là nông dân trong thành phố và càng trân quý hơn công việc của những người nông dân và những sản phẩm mà họ làm ra, như chính cuộc sống và thành quả của mình.